Chào các bạn đã đến với bài số 6. Bài số 6 này chúng ta sẽ học về cú pháp SQL. Thì bài này chúng ta sẽ đi vào tổng quan cái cú pháp của SQL để chúng ta làm việc với nó. Thì cú pháp SQL là không phân biệt chữ hoa chữ thường. Và các cái từ khóa của SQL thì chúng ta nên viết ở dạng uppercase, tức là dạng chữ chữ hoa. Tức là trong một câu lệnh thì chúng ta có thể viết chữ hoa chữ thường, thì những cái từ khóa chính của SQL thì chúng ta nên viết chữ hoa, và những cái tên cột, tên bảng thì chúng ta có thể viết chữ thường. Câu lệnh SQL thì phụ thuộc trên từng dòng, và nó có thể là một câu lệnh đơn hoặc là nhiều câu lệnh. Tức một câu lệnh đơn có thể để trên một dòng hoặc nhiều dòng khác nhau, vẫn cách nhau từ dấu phẩy, vẫn kết thúc bằng dấu phẩy. Các bạn có thể thực hiện hầu hết các cái hành động của mình ở trên cơ sở dữ liệu với câu lệnh SQL. Và SQL phụ thuộc vào cái đại số tuyến tính, đại số quan hệ để nó tính toán. Cái này thì nó giúp chúng ta có thể truy vấn thêm, xóa sửa dữ liệu, hay là tổng hợp dữ liệu, hay là định nghĩa dữ liệu, mô tả dữ liệu. Tất cả những cái gì chúng ta cần làm ở trên SQL chúng ta đều có thể viết trên câu lệnh SQL được. Câu lệnh SQL thì nó bắt đầu bằng bất cứ một cái câu lệnh nào sau đây. Có thể là select là chọn, select là chọn chọn dữ liệu, tức là lấy dữ liệu ra, thêm dữ liệu vào, cập nhật, xóa, enter tức là sửa một cái đối tượng nào đấy, drop là xóa một đối tượng nào đấy. Đây là hai cái thao tác mà để dùng để thao tác trên cái câu metadata, tức là bảng hay là cột. Còn đây là thao tác trên dữ liệu. Và các câu lệnh này đều thì kết hợp mà kết thúc bằng cái dấu chấm phẩy. Ví dụ ở đây chúng ta có câu lệnh là chọn ra cột nào từ bảng nào, select danh sách cột từ bảng nào. Thì câu lệnh này đơn câu lệnh kinh điển và đơn giản nhất, nó giúp chúng ta lấy ra được dữ liệu từ một cái bảng tên là một cái bảng nào đấy. Dấu chấm phẩy được sử dụng để chia tách các câu lệnh. Khi mà chúng ta có nhiều câu lệnh với nhau, chúng ta chia tách ra bằng cách chúng ta thêm vào một cái chấm phẩy. Trong trường hợp là có chúng ta muốn gọi rất nhiều câu lệnh cùng một lúc, chúng ta viết nhiều câu lệnh thì chúng ta phải tách nhau một dấu phẩy, chấm phẩy thì nó mới hiểu được. Các cái câu lệnh mà chúng ta hay dùng, ví dụ như là select để lấy dữ liệu từ database, update, delete, tạo table, create table, alter table để sửa bảng, drop table để xóa mã, create database để tạo mới database, enter database sửa, insert into để thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, tạo index để tạo một cái index để chúng ta tăng tốc độ cho việc tìm kiếm dữ liệu, và xóa index để chúng ta xóa cái index đấy đi. Thì đây chính là một số các câu lệnh căn bản. Chúng ta chỉ cần học về cơ bản như vậy, còn cụ thể như nào chúng ta sẽ đi vào tiếp theo những bài sau.